Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái video có tên rất là lạ: quyền thừa kế của bị đơn. Tôi cũng đã nhận được những cái vụ kiện khác nhau, quý vị và các bạn ạ. Hồi xưa tôi nhận được cái vụ kiện, ví dụ như tổng diện tích của họ là chia thừa kế là 10.000, sau đó thì chia được 3.000, và trong nội bộ gia đình lại chia tiếp cái 3.000 đó, mỗi người được 1.000. Rồi sau đó khi đã có 1.000 thì tiếp tục anh chị em tranh chấp, và tôi quyết định, tôi nói thôi, tôi đã đi 2 vụ kiện rồi, tôi mệt lắm. Và thật sự ra là tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Và tôi, thôi thì bây giờ nếu quý vị và các bạn muốn tranh chấp, quý khách hàng muốn tranh chấp, mời luật sư khác. Điểm dừng trong vụ kiện ở quyền thừa kế của bị đơn hôm nay kể về một cái câu chuyện. Gia đình họ có tổng cộng khoảng 10 anh chị em. Thì người con út trực tiếp quản lý sử dụng cái khối tài sản này. Và khi người con út trực tiếp quản lý sử dụng như vậy, các anh chị em đều đi ra và lập gia đình, đi ra khỏi cái nhà này. Và khi mà vụ kiện tranh chấp về đòi lại cái quyền sử dụng đất đó, thì tôi là người tham gia trong cái vụ kiện đó với cái vai trò là luật sư bảo vệ quyền lợi cho cả gia đình họ, mà đặc biệt là cho người con út. Tôi hiểu được cái tính pháp lý của cái việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Tôi đã đến tòa, đã đưa ra những cái quan điểm, và là thật là khó khăn để có một cái quan điểm sáng với vai trò của bị đơn. Tôi đưa ra rất là nhiều chứng cứ, và tại thời điểm đó tôi đã nói với vị khách hàng này rằng việc này rất là khó. Nếu trong trường hợp sau này cái việc mà tòa án bác đơn khởi kiện của nguyên đơn, thì như vậy sẽ quyền thừa kế này sẽ cho ai? Vị khách hàng này rất là chủ quan. Luật sư ơi, tất cả mấy anh chị em của tôi bỏ rồi. Thực ra những cái chi phí này là tôi đã lường trước được rồi. Thật sự ra là gần như là mất trắng rồi. Thôi thì bây giờ các anh chị em cũng thống nhất là nếu như trong trường hợp mình đi kiện, thắng thì mình lấy mà thua thì thôi. Bằng một cái cú lội ngược dòng, tôi cho rằng là bằng cái cú lội ngược dòng, tôi đã chứng minh cho nguyên đơn, cái người chủ đất cũ đó, họ thấy rằng quyền thừa kế không còn. Cái gì thể hiện nguồn gốc đất là của họ? Bằng rất là nhiều những cái lập luận, chứng minh, đối chiếu, so sánh, chứng cứ, và cuối cùng tòa án đã chấp nhận cái yêu cầu khởi kiện. Tòa án đã bác cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận ghi tên họ rất là rõ của người đang trực tiếp quản lý sử dụng. Và bản án đã bị kháng cáo lên trên. Thì tất cả anh chị em đều cho rằng đây là cái quyền thừa kế. Thì và bản án của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thành phố giữ nguyên bản án bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Thì sau đó hồ sơ đã được người đang trực tiếp ở, quản lý, sử dụng và cấp cái hợp thức hóa theo bản án. Điều gì đến phải đến. Cho tới thời điểm này, họ đang khởi kiện để quay lại vấn đề tranh chấp cái quyền thừa kế. Thật ra cái việc các anh chị em tranh chấp cái quyền thừa kế không sai. Tuy nhiên tôi cho rằng có những cái bí mật
đằng sau cái vụ kiện hôm trước. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ sử dụng những chứng cứ này nếu thật cần thiết. Thật ra thì góc độ nào đó tôi cho rằng là quyền thừa kế là của một mình bị đơn. Tại thời điểm vụ việc tranh chấp trước, họ không có được tham gia. Nói chung, nói nôm na đơn giản là họ không có công sức trong việc đóng góp để mà xây dựng nên những cái chi tiết đắt để phản bác lại ý kiến. Còn thì trong, nếu trong trường hợp chia thừa kế trong giai đoạn này được hay không, phán quyết cuối cùng ở tòa. Nhưng tôi vẫn có những cái chi tiết đắt và cho rằng quyền thừa kế không phải là của anh chị em họ. Và chúng ta hãy chờ xem những cái kết quả của một cái phán quyết của tòa. Tuy nhiên trong một chừng mực nào đó thì tôi cho rằng nếu quý vị và các bạn là những người hàng thừa kế, nếu quý vị và các bạn là những người đồng thừa kế, tài sản của quý vị và các bạn là năm đó không ai tranh chấp thì chúng ta chia thừa kế một cách bình thường thôi. Còn nếu trong trường hợp tại thời điểm trước đây anh chị em ruột của chúng ta mình đã không quan tâm, mình đã từ chối nhận di sản thừa kế, mình đã cho rằng là đây là tài sản, thắng thì mày hưởng, thua thì mày nhận. Tuy nhiên tại sao bây giờ mình lại tranh chấp? Còn cái ý kiến nó còn là di sản thừa kế của ông A bà B hay không? Đó là cái quan điểm của tòa. Kính thưa quý vị và các bạn, có một số anh chị em hỏi tôi rằng là tại sao luật sư lại không đi đến cái kết quả cuối cùng của cái một câu chuyện. Thì tôi xin trả lời cho quý vị và các bạn, có những cái vụ kiện đang hòa giải, có những cái vụ kiện đang trực tiếp, có những cái vụ kiện đang thụ lý, thì cái phán quyết của tòa đó sẽ là một cái phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên hôm nay thông qua một câu chuyện quyền thừa kế của bị đơn để cho quý vị và các bạn được hiểu thêm những cái quy định của pháp luật trong trường hợp này. Nếu chúng ta có rõ ràng di sản do ba mẹ của chúng ta được thừa kế thì chúng ta khởi kiện rất là bình thường thôi. Tuy nhiên là quyền thừa kế của chúng ta chưa phải là của chúng ta thì chúng ta phải song hành, phải gọi là cùng nhau để kề vai sát cánh trong vụ kiện. Sau đó khi vụ kiện hoàn thành thì chúng ta mới được quyền chia thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng là cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Luật sư không có ý định đem đến cho quý vị và các bạn những cái căn nhà nát cửa. Tuy nhiên cái vụ kiện trước và vụ kiện này nó có một chữ bức xúc nhỏ thông qua cái câu chuyện này. Quan điểm của luật sư cho rằng quyền thừa kế cho đến thời điểm hiện tại vẫn thuộc về bị đơn. Còn nếu trong trường hợp các anh chị em của họ tranh chấp thì chúng ta sẽ đi những cái vụ kiện tiếp theo vậy. Và tôi nghĩ rằng chứng cứ của tôi có những cái cơ sở để cho rằng là không thể chia được thừa kế quyền sử dụng đất. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.